Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6 vừa qua, chuyến bay mang số hiệu VG322 của hãng hàng không Vietjet trong quá trình hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã gặp sự cố khiến máy bay lăn lại đường băng. Theo đó, máy bay mang số hiệu trên trong lúc trên đường lăn vào nhà ga đã trượt khỏi đường băng 07L25R của sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh và dừng lại trên thảm cỏ. Ngay sau khi gặp sự cố, an ninh hàng không sân bay đã nhanh chóng điều các xe cứu hộ đã có mặt hiện trường để giải quyết hành khách. Hãng hàng không Vietjet cho biết, chuyến bay VG322 khởi hành từ Phú Quốc đi thành phố Hồ Chí Minh lúc 11 giờ 23 phút khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh lúc 12 giờ 10. Do ảnh hưởng của thời tiết, mưa gió lớn tại khu vực sân bay, tàu bay đã trượt ra ngoài mép đường băng. Máy bay và toàn bộ hành khách, tổ bay đều an toàn. Sự cố bất ngờ này khiến các chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đang tạm thời ngừng lại để chờ xử lý vụ việc. Chiều cùng ngày, trao đổi với báo chí, phía Vietjet xác nhận vụ việc và cho biết hãng đã giải phóng toàn bộ hành khách và đang phối hợp với các đơn vị thuộc cảng hàng không Tân Sơn Nhất tập trung giải phóng đường băng.